bạn tiếp tục cái chương 1 khái quát về các vấn đề của nguyên tử. Thì hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang một cái nội dung nó sẽ liên quan đến việc giúp ta tiếp cận đến cái thuyết lượng tử trong phần sau. Đó là chúng ta sẽ đề cập đến cái định luật liên hệ giữa khối lượng và năng lượng, liên hệ giữa khối lượng và vận tốc của hạt chuyển động. Thưa các bạn, thì khối lượng và năng lượng là những cái thuộc tính của vật chất, trong đó khối lượng là thước đo số quán tính của vật chất và năng lượng là thước đo cho cái vận động của vật chất. Các bạn, thì theo thuyết tương đối của Einstein năm 1903, thì giữa khối lượng M và năng lượng E của một vật thể có liên hệ với nhau bởi một hệ thức gọi là hệ thức Einstein, là năng lượng E thì bằng khối lượng M nhân với tốc độ ánh sáng C bình phương, tức là E bằng M nhân C. Đấy là cái hệ thức của thuyết tương đối Einstein năm 1903, biểu thị mối liên hệ giữa khối lượng và năng lượng của một vật thể. Trong công thức này thì các bạn biết là C là vận tốc của ánh sáng trong chân không, nó rơi vào khoảng 2,998 nhân 10 mũ 10 cm giây, tức là tương đương với 2,998 nhân 10 mũ 8 m trên giây. Công thức này thì C là vận tốc của ánh sáng trong chân không bằng 2,998 nhân 10 mũ 8 m trên giây. Đây là hệ thức của thuyết tương đối Einstein. Thưa bạn, thì trong mỗi cái quá trình thì sự biến thiên về cái năng lượng delta E của một hệ nào đó cũng luôn kèm theo về biến thiên của năng lượng delta M của hệ. Cũng từ cái hệ thức này thì chúng ta có là cái mối liên hệ giữa cái biến thiên năng lượng delta E và biến thiên khối lượng delta M cũng có hệ thức tương tự. Đó là delta E bằng delta M nhân với C bình phương. Mối liên hệ giữa biến thiên năng lượng delta E và delta M đó là delta E bằng delta M nhân với C bình phương. Theo cái hệ thức này, tức là hệ thức liên hệ giữa biến thiên khối lượng và biến thiên của năng lượng, thì giả sử nếu chúng ta có một cái biến thiên năng lượng là một delta E bằng 1 joule, thì lúc này ta có thể tính toán được cái biến thiên khối lượng delta M bằng 1 chia cho 3 nhân 10 mũ 8 bình phương, tức là bằng 1,1 nhân 10 mũ trừ 17 kg, cũng bằng 1,1 nhân 10 mũ trừ 14 gam. Ngược lại, nếu chúng ta có một cái biến thiên khối lượng là delta M bằng 1 gam chẳng hạn, thì lúc này chúng ta sẽ tính được cái biến thiên của năng lượng là delta E bằng 9 nhân 10 mũ 13 joule. Và chúng ta có thể tính toán được nó khoảng tầm 25 nhân 10 mũ 6 kW. Tôi nhắc lại, ngược lại nếu mà biến thiên một cái khối lượng delta M chỉ bằng 1 gam thôi, thì chúng ta có được cái biến thiên của năng lượng đó là delta E, chúng ta tính ra được khoảng bằng 25 nhân 10 mũ 6 kWh, tức là khoảng tầm 25 triệu kWh, tức là một cái năng lượng rất là lớn. Thì từ cái hệ thức này chúng ta hiểu được một điều rằng đối với một cái biến thiên của năng lượng khoảng tầm 1 joule, thì cái biến thiên của khối lượng delta M nó chỉ là
1,1 nhân 10 mũ trừ 14 gam, một cái lượng rất là bé. Trong khi đó, ngược lại, nếu biến thiên về khối lượng 1 gam thì chúng ta cũng có thể tính ra được cái biến thiên của năng lượng là vô cùng lớn. Delta M nó rơi vào khoảng 25 triệu kWh. Đây là về cái biểu thức trong phía tương đối của Einstein và cái mối liên hệ giữa khối lượng và năng lượng, cũng như mối liên hệ giữa biến thiên khối lượng delta M và biến thiên năng lượng delta E của một vật thể. Như vậy thì trong các biểu thức này chúng ta hiểu được một điều, đó là vì cái giá trị của vận tốc ánh sáng C là rất lớn, cho nên ta thấy cái sự biến thiên của khối lượng delta M chỉ là đáng kể trong những cái quá trình kèm theo sự biến thiên năng lượng delta E rất là lớn. Các quá trình mà biến thiên năng lượng delta E lớn này thì chỉ xảy ra trong cái quá trình như là các cái phản ứng hạt nhân. Còn đối với các cái phản ứng hóa học thông thường thì với cái hiệu ứng năng lượng có thể là thu năng lượng hoặc là phát năng lượng quá nhỏ thì sự biến thiên khối lượng delta M là vô cùng bé, và biến thiên delta M này trong các quá trình hóa học thông thường thì nó hoàn toàn vô nghĩa. Một vấn đề nữa là cũng từ cái thuyết tương đối của Einstein giữa cái khối lượng M và vận tốc V của một vật thể thì chúng ta người ta cũng rút ra được một cái hệ thức, đó là khối lượng M của vật là luôn biến đổi, và M này sẽ bằng M0 chia cho căn bậc 2 của 1 trừ đi V bình phương trên C bình phương. Tôi nhắc lại, từ cái biểu thức thuyết tương đối của Einstein thì chúng ta hiểu một điều, đó là cái khối lượng của một vật trong quá trình chuyển động là luôn luôn thay đổi, và cái công thức tính cái khối lượng này M này sẽ bằng M0 chia cho căn bậc 2 của 1 trừ V bình phương trên C bình phương. Trong cái biểu thức tính khối lượng của M này theo vận tốc này thì cái C là vận tốc của ánh sáng trong chân không bằng 2,998 nhân 10 mũ 8 m trên giây, và M0 là khối lượng nghỉ của vật, tức là khối lượng của nó khi đứng yên, và M là khối lượng của vật khi chuyển động với vận tốc V. Như vậy một vật chuyển động với một vận tốc V thì luôn luôn có một cái khối lượng M bằng M0 chia căn bậc 2 của 1 trừ đi V bình phương trên C bình phương. Theo cái hệ thức như trên màn hình các bạn đã quan sát thì chúng ta thấy là khi vận tốc của V của một vật tăng thì chắc chắn là khối lượng của vật cũng sẽ tăng, vì do có sự tăng năng lượng. Và cái giá trị của khối lượng của vật là M này sẽ có thể đạt tới vô cực khi vận tốc V tiến tới vận tốc ánh sáng C, tức là khi V bằng C thì chúng ta sẽ có cái khối lượng M của vật nó tiến tới vô cực. Và người ta tính toán được là khi V khoảng bằng 99,9% thì khối lượng M của vật là khoảng bằng 22,4 cái khối lượng nghỉ M0. Tuy nhiên là vì cái vận tốc C của ánh sáng là quá lớn, cho nên cái sự điều chỉnh năng lượng là không đáng kể, và sự điều chỉnh năng lượng M so với M0 chỉ được chú ý trong các cái trường vật, như là các cái ví dụ như là các electron chuyển động trong nguyên tử có vận tốc rất lớn. Còn đối với các cái
chuyển động của các vật thể bình thường như là chuyển động của một viên đạn hoặc chuyển động của máy bay, thì sự hiệu chỉnh khối lượng này cũng là rất là nhỏ và cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Tức là đối với các cái chuyển động thông thường của các vật bình thường như là máy bay, viên đạn, vân vân, thì cái biến đổi cái delta M, cái giá trị hiệu chỉnh delta M so với cái khối lượng nghỉ M0 là nó không đáng kể, mà nó chỉ đáng kể trong những cái chuyển động mà có vận tốc gần với vận tốc của ánh sáng, như là chuyển động của các electron trong lớp vỏ nguyên tử. Từ cái hệ thức ở trên của Einstein thì nó cũng cho chúng ta biết đó là không thể có một vật thể nào mà lại có khả năng chuyển động với vận tốc là lớn hơn vận tốc của ánh sáng. Bởi vì khi một vật thể chuyển động với vận tốc lớn hơn vận tốc của ánh sáng thì chúng ta sẽ có cái giá trị ở trong dưới căn thức bậc 2 nó sẽ là nhỏ hơn không, và cái công thức ở trên là hoàn toàn vô nghĩa. Và các cái vật thể mà có vận tốc bằng vận tốc ánh sáng duy nhất đó chính là các cái hạt ánh sáng hay là các cái hạt photon mà chúng ta sẽ nghiên cứu về sau này. Thì trên đây tôi vừa trình bày cho các bạn một cái nội dung khá là hứng thú, đó là cái định luật liên hệ giữa khối lượng và năng lượng, liên hệ giữa khối lượng và vận tốc của chuyển động. Đó là cái rút ra từ cái biểu thức toán học của thuyết tương đối Einstein năm 1903. Và cái biểu thức này nó sẽ có ý nghĩa để chúng ta tiếp cận và hiểu thêm các cái vấn đề về cơ học lượng tử, mà trong các cái nội dung sau chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu. Cuối cùng xin kính chúc các bạn sức khỏe và thành công.